lộ diện dàn mỹ nhân được chọn thay thế bộ 3T hay ghi trên màn ảnh. Danh tính ba mỹ nhân có khả năng kế vị Song Hye Kyo, Kim Tae Hee, Jun Ji Hyun trên màn ảnh khiến khán giả xôn xao. Với khán giả yêu phim Hàn, Song Hye Kyo, Kim Tae Hee và Jun Ji Hyun được xem là bộ ba đình đám nhất màn ảnh, ít nhất là từ thập niên 2000 cho đến nay. Thành công, danh tiếng và diễn xuất của cả ba nữ diễn viên được công nhận qua thời gian, thậm chí trở thành mục tiêu cho nhiều đàn em sau này. Tuy nhiên, sóng sau xô sóng trước và truyền thông Hàn đang dục dịch chọn ra thế hệ tiếp theo có khả năng thay thế Tae Hye Kyo của màn ảnh Hàn. Cụ thể, một bài viết đến từ trang báo IG nổi tiếng xứ Hàn đang trở thành tâm điểm gây chú ý khi chọn ra ba mỹ nhân 9X đình đám có đầy đủ mọi yếu tố để kế vị. Bộ ba Song Hye Kyo, Kim Tae Hee, Jun Ji Hyun. Bộ ba Tae Hye Kyo vẫn giữ nguyên sức hút của mình sau 20 năm, song có lẽ Kim Tae Hee, Song Hye Kyo và Jun Ji Hyun đã tìm được người kế vị cho mình. IG nhận định, bộ ba mới này được gọi tắt là Yoon Ik-hee. Mỹ nhân đầu tiên chính là nữ ca sĩ thần tượng đang có phim đang phát sóng Zona. Thành viên nhóm NSD lần sân diễn xuất từ năm 2008 với phim Em là định mệnh đời anh đạt đỉnh rating 43%. Cho đến nay vẫn là một trong những thành tích đáng nể nhất của một thần tượng đóng phim. Sau hơn 15 năm, Zona vẫn giữ vững phong độ dù ca hát hay đóng phim, hiện đang gây bão màn ảnh với King Thailand, khách sạn Vương Giả đóng cùng Lee Jun Ho. Tiếp theo là Yoo, nữ ca sĩ hàng đầu Hàn Quốc hiện nay. Cô lấn sân diễn xuất với những phim như Bay Cao Ước Mơ, Ông Chú Của Tôi và dần được yêu thích nhờ khách sạn Del Luna hay Người Tình Ánh Trăng. Ngoài ra, nữ diễn viên còn ghi điểm ở màng điện ảnh với Broker tham gia tranh giải Cannes hay gần đây có phim Dream gặt hái được thành công cùng Park Seo Joon. Cuối cùng là Suzy, cựu thành viên nhóm Miss A cùng ra mắt với Yêu Thông qua Bay Cao Ước Mơ, trải qua nhiều thử thách và rào cản diễn xuất để xây dựng tên tuổi riêng cho mình. Nhan sắc vẫn luôn là thế mạnh của Suzy, song các tác phẩm của cô cũng thành công không kém, đơn cử như Khi Nàng Say Giấc, Vagabond, Khởi Nghiệp, Anna. Trước bộ ba mỹ nhân được chọn để thay thế Song Hye Kyo, Kim Tae Hee, Jun Ji Hyun, khán giả có nhiều phản ứng khác nhau. Một số cho rằng bộ ba Tae Hye Kyo thực chất không có thế mạnh diễn xuất vững vàng, nhưng về địa vị thì khó có thể thay thế. Có ý kiến cho rằng diễn viên nên làm tốt vai trò của mình là được, không nên thay thế hay làm bản sao cho ai khác. Nguồn IG.